Xin chào các bạn, lại tiếp tục đến đây là hai chiếc xe Honda A-Blade 2013 đến năm 2015. Đó, độ bên mình là hai cặp bi. Đó các bạn, rất là khủng luôn. Và LED OD, chiếc xe bên phải, chiếc giữa đây là chiếc độ khủng nha các bạn. Ở trên là anh chơi đờ mi tổ ong luôn ha. Đó, ok. Màu xanh dương luôn các bạn. Rất là nét luôn các bạn ha. Đó. Hiện tại là mắt quỷ này các bạn có thể chỉnh trên điện thoại được luôn các bạn nha. Và chiếc xe bên trái thì chỉnh full luôn, mắt quỷ và vòng 3D đều được chỉnh trên điện thoại i8 luôn ha. Và chiếc xe bên trái thì trang bị thêm một cây trợ sáng Kenzo KZ40V3. Đó, ok, lắp vị trí như zin luôn các bạn. Phét mặt nạ luôn. Đó, ok ha. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ anh em mình sẽ test sáng, test cái con giữa cho các bạn xem nè. Đây là cặp bi Red Pro 2.0 các bạn nha. Đó, thì chiếc xe đây là xe N viết cũng chơi cặp bi Red Pro 2.0 các bạn nha. Đó các bạn. Và được trang bị ở trên nữa là một cây trợ sáng Kenzo KZ40V3 luôn, chính hãng luôn ha. Đó, hai chơi full đèn rất là khủng các bạn ơi. Rồi, xe này thì xe giữa chơi rất là nhiều đồ chơi các bạn, gồm có một cặp còi Denso nữa, rất là hay luôn. Thử giùm em đổi màu khác, giùm em mặc màu đỏ đi cho nó đây, màu vàng chanh, màu xanh lá này, màu đỏ nè. Ok ha. Thì cái màu sắc thì các bạn không thích có thể chuyển màu khác được, màu trắng nè, màu đỏ nè, màu đỏ cho nó ngầu. Đó, màu đỏ nè. Đó, ok ha, mình khoái màu đỏ các bạn. Đỏ kết nối màu trắng thì tuyệt vời các bạn ơi. Ok. Thử cặp còi Denso giùm mũi ơi. Xe này mà lên cặp còi nghe đã lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ test sáng anh em xem nè nha. Đờ mi tổ ong nè, mình chế thủ công nên rất là chuẩn các bạn, chế thủ công cực kỳ chuẩn, đẹp luôn. Ở ngoài màu xanh nó rất là đậm các bạn nha, và mình chỉnh xuống đúng màu luôn nè bạn, đẹp lắm các bạn ơi. Ok ha. Đó, xe là chơi full đèn hết các bạn ơi, sáng cực kỳ sáng luôn các bạn ơi. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ shop nha. Đó, xe này cũng chơi còi Denso rồi, đầy đủ tính năng luôn các bạn nhé. Đó, trời sáng nè, coi nè, có còi cái. Đó, hay không? Và đây là mình đang test sáng, đây là chiếc xe Honda A-Blade, độ một đôi bi cầu LED các bạn nha. Các bạn đang thấy ở đường cốt cho ga rất chạy đều và đậm luôn các bạn ơi. Một đôi thì sáng cực kỳ khủng các bạn. Đó. Và đang có chiếc xe hình như là cũng AB đời mới, nó đang chạy ra các bạn. Đang chạy ra mình so sánh sơ cho anh em xem luôn. Ánh sáng của mình nó rộng và nó đậm tâm ha. Với như ánh sáng này thì cực kỳ ngon mà đi cái ban đêm. Đó các bạn đang thấy là chiếc Honda AB 2017 đang ra nha. Rồi đi xích vô cho xe hơi vô các. À, xe tải vô được rồi. Đó. Ok, sáng cốt rất là khủng ha. Rồi. Ok, anh mở pha mình luôn, anh mở pha. Pha nè các bạn, cực kỳ khủng luôn các bạn ơi. Pha này sáng cực kỳ khủng luôn, tắt pha. Đối với dòng xe Honda AB 2013, 2015 này thì sáng nói chung là thoát ánh sáng ra 100% luôn. Cốt lẫn pha đều cho ga hết công suất, nên các bạn sẽ thấy không có điểm mù. Thứ nhất là ánh sáng phía trên và phía dưới là thoát ra cực kỳ đẹp. Bi cầu nó như thế nào thì ra ánh sáng đẹp như vậy các bạn nha. Đó, rất là ngon luôn các bạn. Tắt đèn bắt xi măng ngà. Ôi thôi, từ à. Tại xe đang đi ngược lại nên mình không có bắt xi măng ngà được, chối người ta nha. Nói chiếc xe máy phổ thông đang chạy ra các bạn. Rồi ok, cho xe hơi vô cái đi. Đó, chiếc xe hơi đang chạy vô. Xe hơi đèn zin, đèn vàng các bạn nha. Đèn vàng các bạn thấy không? Đang chạy vô ha. Đó, ok, tối thui luôn. Với đèn của mình thì nói chung là ăn 5-6 đèn ô tô cũng bình thường các bạn. Đó, ok ha. Nhiệt màu này là nhiệt màu nhiệt màu 6K các bạn, nhiệt màu 6K nha. Rồi tắt đèn passive ban ngày. Passive ban ngày các bạn. Rồi mã code anh. Code. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình. Cảm ơn rất là nhiều anh em ơi. À, đây là những dòng xe phổ thông đi qua lại nè. Đó, thấy không? Và đây tối thui luôn, và đối mã đèn lên nè. Xe mình nè. Sáng cực kỳ đã không? Không nghe chói mắt thì đi ngược lại các bạn thấy không? Đó. Ánh sáng này về quê cực kỳ sướng các bạn, đi phượt nữa các bạn khỏi lên trời sáng nữa, lên cặp bi là ok ha. Cảm ơn anh em đã xem nha, cảm ơn rất là nhiều ạ.